con dâu nữa, cái áo của Loco. Bận cái áo của Loco luôn. À, không chưa bận, chị đứng đây mới bận thì chị sẽ nhăn áo mà chị làm cái nầu để tại áo dài mà. Tập của mình là sân tinh thủy tinh đúng không, áo dài. Ủa, tự nhiên cái đội đội tới tự nhiên đội ba mà không cho chị hay, cho nên bây giờ mọi người mới đợi chị đó chứ. Dạ. Cái tấm chị đâu có thích ai đợi đâu. Không sao. Bây giờ mình bắt đầu quay. Mình lên đây bắt đầu đổi thôi, đổi gì cái đầu. Nó bị mất thời gian. Đừng có tiếng đó. Hôm qua là cô Kim Thiết. À, hôm qua là thì là được được giải ngôi sao màn bạc. Ủa, ngôi sao màn bạc. Lý do là chị ở cho tới giờ cuối luôn, em với lại Vân trốn tiêu rồi. Nay cũng về sớm nó còn nó sót. Em gọi lại. Xong cái này cái gì vậy? Dạ. cái quạt màu cam em để ở đó. Anh ơi. Mời chị Huyền với thầy Ní lại làm luôn các bạn ơi. Khỏi chụp hình bắt đầu đi, mình lại làm luôn á. Alo. Dạ, xin mời các anh chị, các bộ phận quay phim ánh sáng, tất cả bộ phận mình vào vị trí ạ. Chương trình chúng mình bắt đầu. Dạ, một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huy. Thấy không, cái là chạy vô bụt liền. Mà ông muốn khóc rồi. Chị Huyền khóc trên sân khấu, lại với em cũng khóc trong lòng một ít. Nên thì khóc trong lòng một ít. Cái gì? Được á. Trời giỏi quá. Cảm ơn em vì tất cả. Không có đồ của anh không, đang đi tập dần hay quá, em tuyệt vời. Mặc vô nóng. Chú lật qua đây xíu là bỏ đi. Đeo micro sang phim kìa. Đeo đi.
quay đi, hành lại đi. quên bài rồi, bắn tiền cho con gái luôn nè. Dạ ơi cưng không, trời ơi bắn tim ơi, chuyên nghiệp chưa? Đó là hạch rồi, xong cô Nguyễn ở đó ngồi đó làm đi. Nó có một loại cái nho dưới dài không dài cũng được thôi, chị làm cũng quen không có, chị không biết cái hạt tiên nó dài. Đúng rồi, em mời ba với lại em hai ai chương trình với chị luôn. Trời ơi, à trời, chị uống miếng đi chị. Sớm thôi. Lên bộ phận sản xuất giá mình phải như mấy cái hàng ghế đầu ở bên kia là đi hết trơn rồi kìa. Đôn cô bác lên cái hàng ghế đầu. Mời cô chú lên bàn cái đầu giá với cái ghế đầu ở trong cái trời. Cô nắm cái cơ hội cho được thầy trời, cơ hội là đúng rồi. Hãy chào cho bên này có mấy cô chú ngồi ở dưới này. Quyền lên quay cái biến hình lại thêm một sụp đi cho nó an toàn. Mọi người đang chơi đi sinh mình. Bỏ cái tay là khỏi ra. Hơn hàng cuối cùng để nhét trắng cũng được để cho cô gái coi như bên ngoài vậy cái gì để hàng ghế trắng một nữa chứ có bao nhiêu cô gái cho mời cái hàng cái đầu này có khó. Mời ca sĩ trong phim ngồi ghế dịch chuyển.